Hai chào anh em bảo sửa lỡ mình từ lúc anh chỉ tám nếu vui quay trở lại bạn trong video bán lạc Lavi à cuối cùng trong chuỗi video bán tới 4 lạc trong ngày hôm nay để các bạn tha hồ lựa chọn nha. Đây cũng là một lạc cực kỳ chất lượng, hiện tại đang là VIP 10 và free battle pass tháng này với lượng kim cương còn dư lên tới hơn 80k kim cương, khả năng cao là lão ý tích kim cương để quay mèo chứ không lâng lục bôn ad quimption, cho nên là bạn nào mua lạc thì sẽ chờ được tới nhá. Với cái lượng kim cương như này thì thoải mái thôi. Các vị trí còn lại trong team thì cũng không cần phải lâng thêm lên bát môn đâu, bao gồm Athena từ 1, Whip đã lục môn, Omega Lugo, Hayden và Kula tất nhiên lục môn từ rất lâu rồi. À cũng sở hữu bộ đôi viện trợ rất ngon, đó là Mai và Kula băng. Mai và đu lông chứ Kula thì nó là ngon nhưng mà thuộc loại miễn phí rồi. Này thì sở dĩ không lên được tầm giá cao nhất vì nó thiếu cái bộ hồn lực năm đông lạnh năm sao. Có điều thì nó không, hồn lực năm đông lạnh này nó trong tương lai ngắn ấy, nó sẽ không quan trọng bằng hồn lực năm cuồng chiến đâu. Nên bạn nào mà mua thì mình đề xuất là tích kim cương chơi cuồng chiến đi trước đón đầu, đấm luôn hội hồn lực năm đông lạnh các bạn ạ. Các loại hồn lực năm khác như là hồn lực năm phong ấn đã năm sao, Devil Storm 5 sao rồi, sói 4 sao, cừu 4 sao, vân vân và mây bay. Tổng lực chiến của A hiện nay đang là hơn 14,6 triệu. Rune phím chip tinh tú thì rất là ngon rồi. Chủ yếu thì có hai cái tính năng mới là Orochi Power và ấn ký tứ hồn là chưa được nâng cấp nhiều thôi. Còn đâu thì các tính năng cũ các bạn cũng không cần phải đầu tư thêm đâu. Nhìn chung thì các tính năng như là ấn ký tứ hồn và Orochi Power thì mình luôn luôn đề xuất là các bạn có âm mưu vào những top cao nhất, theo mình là từ hạng 6 trở lên thì hãy đầu tư vào nó, còn không thì cứ quanh quẩn quanh hồn lực 5 và những cái khác là các bạn theo mình là đủ sức rồi. Bao giờ ổn những cái đấy thì bắt đầu mới nâng thêm lên cái khác, tránh cái tình trạng là tính năng gì cũng muốn nâng nhưng cuối cùng là nâng chẳng đến đâu thì nó rất là phí. Game quyền 198 này đã ra mắt ở CSGO quốc tế này, sắp tới tháng 5 này các bạn này lịch dương ấy là sinh nhật lần thứ 6 ấy, tức là hơn 6 năm trời rồi các bạn ạ. Thì các bạn tưởng tượng là các cái nâng cấp cho võ sĩ các bạn buộc phải có sự chọn lọc, nâng cái này nâng cái kia chứ không thể là đòi nâng hết được. Nghĩa là cứ mỗi một năm thì nó sẽ dạy ra thêm 1-2 tính năng mới. Đấy. Các người chơi ở server cũ ví dụ như 4x, 5x, 6x bây giờ có thể là 7x thì sẽ đủ nguyên liệu để nâng cấp tất. Nhưng thuộc loại kiểu server mới mới như này, đây server 70 đấy cũng thế thì rồi cũng sẽ nâng được thôi. Đấy, cần thời gian đấy các bạn ạ. Đấy, chỉ còn đâu server càng mới thì sẽ càng khó để có thể gọi là nâng cấp được hết các chế độ của bạn nhé. Thực tế thì kể cả những top ở đây còn free thêm một gói battle pass cho tháng sau đấy các bạn này. Thực tế là kể cả những người chơi thuộc loại top cao nhất thời điểm hiện tại luôn thì các tính năng ấn ký tứ hồn và Orochimaru cũng chưa full, gọi đại loại gọi là ở trạng thái nâng cấp, ở trạng thái cơ bản rồi các bạn ạ, chứ cũng chưa từng gọi là full được, full một bộ cũng chưa full được. Có Orochimaru thì công ý cố lâng được một bộ cuối cùng thì lâng cổng 8 thôi, chứ còn đâu không thể lâng full được hai bộ. Các bạn hiểu là các cái tính năng này nó rất là khó để chơi, tốn rất là nhiều tài nguyên để chơi. Mà nếu như mà chơi theo kiểu mức độ là vừa vừa ấy thì nó lại không tới đâu được các bạn nhá. Thì thay vì đầu tư vào những cái đấy, đầu tư những cái khác tính năng đơn giản hơn nó sẽ hiệu quả hơn. Ác đang cực kỳ chắc chân trong khu vực hạng 11. Online mình tin tưởng rằng có thể đánh được vào trong khu vực hạng 8-9-10 luôn. Đấy, tứ môn Adquisition đâu phải đơn giản, được chiến cũng tốt, nhưng nhìn chung chắc chân trong khu vực hạng 1x thôi. Toàn bộ thông tin đạc mình đã check xong, giác bao gồm toàn bộ mọi chi phí chưa đến 2 triệu đâu. Các bạn check cho mình bên dưới phần comment mình ghi ở đầu video nhé. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Server 70 này nó bị kẹp giữa hội 69, 71, 72. Nhất là hội 71, 72 các bạn ạ, căng như dây đàn luôn. Nên nói thật là các ông trời xe 70 này có mỗi ông Cute này, lực chiến là nhỉnh thế này, còn đâu toàn hội 71, 72 thôi các bạn ạ. 69 cũng được đúng một ông này, là ông Zezatun này. Còn đâu bao nhiêu đâu mà các bạn nhìn toàn 71, 72 đây. Đấy, mai đến hạng 13 này bắt đầu mới có hai ông 70. Còn toàn 71, 72 chiếm sóng, 71, 72 kinh lắm. Nhưng mà hẹn bạn video tiếp theo nhé.